Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Đường Làm Đấy nha. Hiện tại tôi đang lang thang ở trong rừng tràm. Tôi đang chuẩn bị kiếm cái rổ nè, chuẩn bị đi vòng vòng kiếm ít ít đồ ăn chiều qua mấy con suối nè. Rất là nhiều cua cá rất rất tôi đang kiếm đồ ăn chiều. Chúng ta bắt đầu đi kiếm đồ ăn chiều nè. Cùng tôi đồng hành cuộc hành trình này nha, bắt đầu. Rất là thú vị đó. Đang mùa mưa cạn hết nước rồi. Biết còn có giống gì đây không? Đây còn mấy lỗ hốc, lỗ cá trong đây nè. Còn mấy hốc đá nè. Tôi khử khử mấy cái hốc đá lên tôi xem thôi. Còn những cái dư âm gì nào trong đây không. Đây nè. Cái hang đá, còn những cái hang hang trong đây, hay hang nè, cua nè. Hiện tại đang chuẩn bị bước sang mùa nắng nữa bạn. Giờ như cua, cá, rắn rít giờ nó chui vào những cái hốc nước nó nghỉ mát hết rồi. Đây còn hốc đá. Đây đây nè. Con cua nè. Đây là một con cua. Tôi bỏ nó vào rổ. Đây đi. Đảm bảo là nó không chui ra được. Đây nữa nè. Đây có cái hố sâu nữa nè. Giờ cua cá giờ nó chui vào đây nấp hết. Xem mò thử à. Ôi đau quá. Gì đây? Hình như là cái cơ quan cá nó cắn thôi. Đây. Ai? Nè. Hết hồn. Bố. Chạy đâu mà trường nhanh lắm, Mày này. Đây. Cá rô đồng con. Một tổ cá rô đồng con luôn nè. Ê, đây. Đây một con nữa nè. Ê. Chạy đâu. Nó mới chích các bạn, nó mới chích nha bạn. Hai con. Một tổ. Đây có một tổ. Đây nè mày hả mày. Dính ngay cái tổ cá luôn rồi nè. Tổ cá rô đồng, nó ăn nước mưa. Đây một con nữa nè. Mà chạy đâu vậy hả? Ôi chạy đi hết rồi. Chạy đâu. Tổ. Ở cái tổ này có 4 con à. Tôi bơi luôn cái lỗ ra luôn nè. Lỗ nhỏ nhưng mà gần trong hốc đá. Thấy không, cái lỗ nhỏ không? Để đây mà cá nó không thèm bò ra là biết cái lỗ đâu, tuy nhỏ nhưng mà muốn ra thì khó. Tôi dỡ cái cục đá lên, mấy con này nó bò ra hoài ta. Dỡ cục đá lên đã. Ây da. Ây da. Chút xíu bạn ơi, cái hố này nó sâu quá. Tôi không biết mình có chứa cái gì mà nó sâu ghê bạn ơi. Nó sâu lắm. Nó sâu kinh khủng luôn á. Tôi vẫn chưa nhận ra được ở đây trong đây nó chứa trong đây đây. Nó quấn đây. Rắn. Tôi quấn tay tôi. Tổ rắn. Một con hả? Từ từ giờ có chút can đảm thôi một xíu rồi đó. Không sợ rắn. Rắn gì đâu mà sợ.
Cá rô. Rồi, nhắc lại vị trí nha, hết rồi. Đây một con nữa này. Hang này sâu lắm ạ, tôi đang mò mò ở phía miệng hang. Hết hồn. Làm tao hỏi hồn, tao sống trong đang sống trong cái khung cảnh của kinh dị cho nên đụng cái hết hồn liền. Rồi, tôi đang bắt đầu mò vào trong. Tôi đang sờ thấy một cái lớp nhu nhu lên hơi trơn trơn, nhấp. Đúng rồi. Nó đang trườn vô trong, nó đang trườn vô trong. Rồi chờ xíu. Đâu rồi? Đây. Nào. Vô rồi. Tôi đang mò trúng rồi. Tôi đang thổi mạnh vô trong. Đồng thổ rồi. Rắn. Ui, nhiều lắm. Từ từ, chờ xíu. Tôi uống hết lại. Tôi bỏ hết lại. Đây đâu? Đây này, đồng thổ rồi. Đồng thổ từ từ. Ê, mấy con này lì quá. Một con, hai con. Từ từ, chờ xíu. Đang vào ram hai con, ba con, bốn con. Để đọc vui này, bốn con. Không mang được cái bộ đồ nghề nào mà ngon lành, bắt cho nó đàng hoàng xíu. Má, mang ba cái thứ này nhất vô không được chứ. Xin ơi, em có nè. Rồi, bố nha mày. Đây là bố nha mày. Tổ rắn bự luôn bạn ơi. Rồi, còn hai con này nè, bắt hai con này thôi. Tôi nhét nó vô lượt luôn. Chui vô đi. Mày chui vô. Mẹ mày. Chui vô. Hy sinh một cái quần để chơi mày luôn rồi đó. Chui vô. Như cái lỗ đó. Bao nhiêu dùng nhét vô cái lỗ hết. Cái lỗ thì nhỏ nhưng mà nhét được tất cả mọi thứ. Hết rồi bạn ơi. Hết rồi. Ây da. Ô cá. Chạy hết luôn rồi hả? Đâu hết tay rồi. Xót tay quá. Đây, tôi lận lên cho bạn xem. Đây nè, chứ không phải là khoe đùi đâu nha. Ý là nãy giờ tôi đang khoe cục nha, chứ không phải khoe đùi đâu nha. Đùi tôi thì đen lắm mà tôi không dám khoe. Ý là tôi lận nè. Đấy, một cục bự luôn nè. Đây, như bạn thấy là những con rắn mà tôi bắt được nhét hết trong túi nè. Có cần tôi lôi ra cho bạn xem lần nữa không? Ờ, thích thì tôi lôi ra cho bạn xem. Tôi lôi ra sạch đếm luôn xem có bao nhiêu con trong đây. Quên mất. Ui, một con bò ra một con nè. Ê da, nó quấn vào nhau ghê quá. Hai con nè. Nó khè miệng nó cắn bạn ơi. Con này bự đây. Ấy da, ba con nè. Bốn con nè. Làm gì đây. Năm con nè. Rõ không rồi, từ từ đó. Sáu con nè. Bảy tám con nè.
9 con nè. Con giữ. Nó nhai răng cắn, nhai răng cắn. 17 con nè. Con cuối cùng không? Ủa. Rồi, tổng cộng là tôi bắt được cái tổ này á. Tổ đang trú ẩn này là 20 con. Nè. Thấy không? Nhơ nhớt luôn, thấy không? Ghê không? Kinh thật. Ừ, đang dây đang cắn thôi bạn ơi. Rắn này thì về nhà biết nấu nó món gì bây giờ? Đố bạn giờ món rắn này về nấu món gì bây giờ? Luộc chấm muối ớt hay là đánh tiết canh heo hay là làm gỏi vịt hay là chấm bù tạc. Nói chung là cũng chưa nghĩ ra được cái món gì mới lạ. Một tổ rắn khổng lồ hơi bị lớn, một tổ rắn đang núp thẳng háng. Rồi, nói chung là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Tôi là đi rừng mà làm đấy, bây giờ tôi phải đi về nhà để chế biến mấy con rắn này đã. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký chia sẻ để cập nhật các video mới nhất nha. Ui, chào các bạn, các video lần sau nha. Bye 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 bye.